Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái thông tin liên quan đến cái đồng coin Ethereum. Thì đây là một cái đồng coin thực sự là mình rất ấn tượng và thực sự là mình thích Ethereum hơn Bitcoin rất là nhiều. Và với cái chủ đề như ở tiêu đề thì mình sẽ nêu ra cái quan điểm cá nhân của mình là tại sao mình nghĩ là Ethereum có thể thay thế và trở thành cái đồng tiền điện tử số 1 thế giới trong năm 2018. Thế thì trước khi đến với cái chủ đề của cái video ngày hôm nay thì những cái bạn mới subscribe kênh YouTube của mình thì khi subscribe xong các bạn nhớ bấm vào cái hình quả chuông ở bên cạnh cái nút đăng ký được không ạ? Thì khi nào mình có video mới nhất thì các bạn sẽ là những cái người đầu tiên có thể xem được cái video và có được cập nhật những cái thông tin mới nhất của cái thị trường tiền điện tử. Ok, quay trở lại với cái chủ đề của đồng Ethereum ngày hôm nay. Thế thì mình muốn cung cấp cho các bạn một cái thông tin đối với những cái bạn nào mới bước chân vào tiền điện tử, mới bước chân vào cái thị trường này thì có thể là các bạn sẽ vẫn còn chưa biết được cái thông tin đó. Thì khi các bạn vào trang CoinMarketCap thì các bạn vào cái đồng Bitcoin thì các bạn thấy ở đây tổng số lượng cung cấp Bitcoin trên toàn thế giới chỉ là 21 triệu coin và cái số lượng hiện tại đang có của Bitcoin là 16,8 triệu. Như vậy là với cái số lượng được cung ra thị trường một cách giới hạn thì giá của Bitcoin tăng lên rất là mạnh. Còn đối với Ethereum thì sao ạ? Ethereum hiện tại thì đang có để mình kể cho các bạn. Ethereum hiện tại thì đang có 97,7 triệu Ethereum đang lưu hành trên thị trường và Ethereum thì không có số giới hạn được tung ra không có số giới hạn cái đồng Ethereum được cung ra thị trường. Được vậy nghĩa là sao ạ? Hiện tại là cái số Ethereum đang là vô hạn. Và với cái việc cái Ethereum đang được đào một cách liên tục mà giá của Ethereum lên ở cái thời đỉnh cao lên tới trên 1.200 đô thì các bạn hãy tưởng tượng là nếu Ethereum được cung cấp với một cái số lượng giới hạn thì giá của Ethereum còn được đẩy cao lên như thế nào. Đúng không ạ? Cái việc Ethereum có được cung cấp ra giới hạn hay không thì điều này sẽ rất có thể xảy ra trong năm 2018 khi mà đội ngũ phát triển của Ethereum đang có dự định là chấm dứt cái việc đào Ethereum và Ethereum sẽ được chuyển sang một giao thức mới, đó là giao thức POS, là Proof of Stake. Thế thì có hai giao thức cơ bản trong cái thị trường tiền điện tử, đó là cái giao thức POW là Proof of Work và POS là Proof of Stake. Thì đối với những cái bạn nào mà chưa hiểu được hai cái thuật ngữ này trong thị trường tiền điện tử thì các bạn có thể Google, họ đang đang có rất là nhiều trang tiếng Việt có thể giải thích một cách kỹ càng cho các bạn định nghĩa của hai cái giao thức này. Tuy nhiên là mình sẽ nói ngắn gọn để cho các bạn hiểu. Thì những cái đồng coin mà có giao thức POW là Proof of Work, có nghĩa là những cái đồng coin đó các thợ đào có thể đào được bằng cách dùng hệ thống máy tính để giải phương trình thuật toán, và các thợ đào thì nhận phần thưởng từ cái việc họ họ đào ra cái đồng đó, đúng không ạ? Họ đào Bitcoin thì họ sẽ được nhận thưởng bằng Bitcoin, họ đào Ethereum họ sẽ được nhận thưởng Ethereum. Thì tóm lại là POF là cái việc là các thợ đào có thể đào được cái đồng coin bằng cách giải mã các thuật toán. Thế còn POS thì sao ạ? POS là Proof of Stake thì có nghĩa là các thợ đào sẽ không đào được những cái đồng coin đó nữa mà họ sẽ nhận được phần thưởng bằng cách tích trữ những cái đồng coin đó. Đó, giống như kiểu một dạng holding đó. Các bạn holding các thợ đào holding càng nhiều cái đồng coin đó thì cái tỷ lệ phần trăm các thợ đào đó được nhận phần thưởng sẽ càng cao. Như vậy là cái sự khác biệt nó rất là rõ ràng. Và cái xu hướng hiện tại những cái đồng coin đang mới ra họ sẽ chạy theo cái giao thức POS. Bởi vì sao? Bởi vì cái giao thức POW là một cái giao thức mà tốn kém rất nhiều năng lượng điện và cái điều này thì không thân thiện với môi trường. Vì thế cộng đồng đang chỉ trích những cái đồng coin mà có cái giao thức POW rất là nhiều. Về cái việc là để đào ra được một với Bitcoin chẳng hạn, để đào ra được một Bitcoin thực sự là tốn cực kỳ nhiều điện và năng lượng của thế giới. Và cái điều này thì đối với những người mà bảo vệ môi trường thì họ không thích. Và cộng đồng thì thực sự đang 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 có cái xu hướng là thích và ủng hộ những cái đồng coin có cái giao thức POS hơn. Thì đối với những đồng coin POS thì các miner, các thợ đào họ sẽ không cần phải tốn
tốn tốn kém trong cái việc mua máy tính, mua hệ thống máy tính và tốn năng lượng để có thể có được cái phần thưởng từ cái việc đào, mà họ sẽ tích trữ cái đồng coin đó để nhận được cái phần thưởng đó. Thế thì cái việc Ethereum sẽ chuyển thang sang cái giao thức POS trong năm 2018 là một cái điều khả năng rất cao là sẽ xảy ra. Và với cái việc này thì cái giá trị của đồng Ethereum sẽ được nâng cao lên rất là nhiều. Cái lý do tại sao ạ? Cái thông tin thứ nhất đó là để các thợ đào có thể được nhận phần thưởng từ từ cái việc hold đồng Ethereum, thì cái thợ đào đó phải hold ít nhất là 1.000 Ethereum. Ít nhất 1.000 Ethereum để có thể nhận được các phần thưởng từ cái việc holding, từ cái việc stake nhá, từ ngữ chuyên ngành gọi là từ cái việc stake. Thế thì không ít người trên thế giới, không nhiều người trên thế giới thì có thể hold được cái con số này. Và ví dụ như là một ai đó có khả năng có trong tài khoản 900 Ethereum thì rất khả năng rất là cao người đó sẽ mua thêm 100 Ethereum đó để được hưởng cái mức phần thưởng lên tới xấp xỉ có thể lên tới 14% trên một năm từ cái việc hold 1.000 Ethereum. Và sẽ có rất nhiều người mua Ethereum để hold và để nhận được phần thưởng này. Và cái việc này ấy, thì nó sẽ dẫn tới cái việc là sẽ càng nhiều người muốn mua Ethereum để hold hơn, và khi số lượng Ethereum là lúc đó là giới hạn đó, và thì cái việc này nó sẽ đẩy cái tính khan hiếm của Ethereum lên rất là cao. Và với việc càng nhiều người muốn mua và lại càng nhiều người hold thì dẫn đến cái việc là cái lượng cầu nó lớn hơn lượng cung và giá của Ethereum sẽ tăng lên rất là mạnh nếu như cái điều này xảy ra. Thế thì có một cái dự án, cái dự án nó tên là Casper. Casper là cái dự án mà sẽ giúp chuyển đổi Ethereum từ mô hình POW sang mô hình POS. Thì cái dự án này đã được nhắc đến đầu năm 2017 và hiện tại thì sẽ được thực hiện vào năm 2018. Chưa rõ là họ sẽ chính xác thực hiện vào cái thời điểm nào trong năm 2018, nhưng khả năng rất là cao là họ sẽ thực hiện cái dự án Casper này, bởi vì cái giao thức POS nó hạn chế được rất là nhiều những cái khuyết điểm của giao thức POW. Thì để biết được chi tiết cái sự khác biệt cũng như là ưu điểm của POS thì các bạn có thể lên Google để kiểm tra, thì có rất là nhiều thông tin, bởi vì cái thông tin này nó khá là dài và cái thuật ngữ nó cũng khá là nâng cao. Thế nên là mình sẽ không chia sẻ trong cái khuôn khổ cái video này, thì mình chỉ chia sẻ những cái điều đơn giản để cho các bạn hiểu nó là như vậy. Và cái việc holding Ethereum và cái việc mua Ethereum sau này nó sẽ càng ngày nó càng tăng lên, thì giá trị Ethereum sẽ tăng lên rất là mạnh. Các bạn hãy tưởng tượng là nếu như bây giờ các bạn hold Bitcoin và sẽ được nhận được phần thưởng từ cái việc hold Bitcoin, thì sẽ rất nhiều người sẽ hold Bitcoin trong tài khoản của mình. Và đây là một cái điều mà là một cái logic rất là đơn giản. Khi mà cái dự án này thực hiện thì nó cái việc đẩy giá Ethereum lên nó sẽ là một khả năng gần như là chắc chắn sẽ xảy ra. Như mình đã chia sẻ ở đầu video, với cái việc là hiện tại Ethereum đang được đào được và đào với số lượng không giới hạn, mà Ethereum đã có mức giá đỉnh điểm lên tới gần 1.300 đô. Điều đó có nghĩa là cái giá trị thực sự của Ethereum đang rất là lớn, đang rất là lớn. Nhiều đồng coin có cái tổng phát hành bị giới hạn mà cái giá trị cũng không thể so sánh với Ethereum. Đó, thế thì đấy là cũng là một 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 ví dụ điển hình cho cái việc là cái giá trị của một cái đồng coin nó không không bị ảnh hưởng, nó chỉ bị ảnh hưởng rất nhỏ bởi cái số lượng cái đồng coin đó được phát hành ra, mà cái giá trị của đồng coin nó sẽ phản ánh ở cái việc là cái đồng coin đó nó đem lại cái lợi ích gì cho cái thị trường tiền điện tử đó. Thế thì Ethereum là một cái đồng coin đang thực hiện rất là tốt cái điều này, khi giá của đồng coin này càng ngày càng được tăng lên và cái số lượng thì lại đang là vô hạn đó. Thế thì cái việc mà cái số lượng của Ethereum bị giới hạn lại trở lại thì cái chắc chắn là giá trị của đồng Ethereum sẽ tăng lên rất là cao. Mình có một cái hình ảnh muốn chia sẻ với các bạn, đó là cái hình ảnh về đây là cái hình ảnh mà thể hiện cái phần trăm của các đồng tiền điện tử đang có ở trên thị trường. Thế thì
Các bạn có thể thấy là vào tháng 3 năm 2017 thì Bitcoin tổng lượng giao dịch chiếm đến 86,03% tổng giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới. Và tính đến ngày hôm nay thì Bitcoin chỉ chiếm gần 40% tổng số lượng giao dịch trên toàn thế giới. Còn Ethereum thì sao ạ? Tháng 3 năm 2017, Ethereum chỉ chiếm khoảng 5% tổng lượng giao dịch trên thế giới. Và đến ngày hôm nay, Ethereum đã chiếm tới gần 20% số lượng giao dịch trên thế giới. Như vậy là cái tốc độ tăng trưởng của Ethereum đang rất là nhanh và cái sự độc tôn của Bitcoin đang ngày một giảm xuống. Vậy thì với cái việc mà Ethereum sẽ chuyển sang cái giao thức POS và sẽ giới hạn cái tổng số lượng Ethereum trên thị trường, thì cái giá trị, thứ nhất là cái giá trị của Ethereum sẽ được tăng lên rất là cao, và thứ hai là với các dự án hiện tại ICO, hiện tại các bạn thấy là sử dụng cái hợp đồng thông minh ERC20 của Ethereum rất là nhiều, và họ nhìn thấy được cái ưu việt của cái blockchain Ethereum, có những cái điểm mà sẽ phù hợp với cái các ICO mới hơn. Thế nên là cái việc sử dụng Ethereum cho những cái trao đổi mua bán ICO sẽ còn tăng cao trong cái thời gian tới. Và hai cái điều này sẽ khiến cho thứ nhất là giá của Ethereum sẽ tăng lên, và thứ hai là cái market cap của Ethereum cũng sẽ tăng trưởng theo. Đó, thế thì cái market cap là cái tổng số lượng Ethereum được sử dụng cũng sẽ được tăng lên, và rất có thể là trong khả năng cao là trong 2018 Ethereum sẽ vượt mặt Bitcoin và trở thành cái đồng tiền điện tử số 1 trên thế giới. Thì còn các bạn thì các bạn nghĩ thế nào về Ethereum trong năm 2018? Liệu theo các bạn thì Ethereum có thể vươn lên vị trí số 1 thế giới trong thế giới tiền điện tử hay không, và thay thế Bitcoin trong tương lai gần? Thì các bạn có thể comment ở dưới video này để chúng ta cùng thảo luận, được không ạ? Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Xin chào.